Đêm ngày 4 tháng 2, tức 30 tháng Chạp năm Mậu Tuất, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố thăm, tặng quà và chúc Tết một số đơn vị, doanh nghiệp. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Thăm và chúc Tết Công an huyện Thủy Nguyên, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành biểu dương thành tích của đơn vị trong năm 2018, giữ địa bàn luôn an toàn, tạo điều kiện để doanh nghiệp và nhân dân yên tâm sản xuất, kinh doanh. Đồng chí mong muốn lãnh đạo huyện Thủy Nguyên, Công an huyện tiếp tục sâu sát địa bàn, nắm chắc tình hình, không để phát sinh tình huống bất ngờ, bảo đảm để nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn. Đặc biệt phải chú trọng kiểm soát, không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ, bảo đảm an toàn giao thông. Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành và các thành viên trong đoàn xuống thăm, tặng quà cán bộ công nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xi măng Vinsem Hải Phòng đang làm việc tại các bộ phận, phân xưởng sản xuất. Lãnh đạo công ty xi măng Vinsem Hải Phòng cho biết, các lò nung vẫn đỏ rực trong suốt dịp Tết. Đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, cán bộ công nhân viên công ty vui mừng hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018. Sản lượng clinker và xi măng cao nhất trong nhiều năm qua. Thu nhập của người lao động đạt bình quân 12,8 triệu đồng một người, mức thưởng Tết hơn 34 triệu đồng một người, nộp ngân sách hơn 80 tỷ đồng. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, vào thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành và các thành viên trong đoàn kính cẩn dâng hương tại khu di tích Bạch Đằng Giang, tưởng nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, cầu cho quốc thái dân an, thành phố Hải Phòng tiếp tục phát triển và ngày càng thịnh vượng.